Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Đang ngủ lại bị mẹ chụp lén, thánh biểu cảm Moon nhà võ Hà Trâm chuyển ngay nét mặt khiến ai cũng bật cười. Biểu cảm của bé Moon khi bị võ Hà Trâm chụp ảnh khiến mọi người xem đều bật cười. Mới đây võ Hà Trâm đã đăng tải hai hình ảnh cô chụp được trong lúc con gái đang buồn ngủ. Có lẽ vì bị mẹ chụp ảnh quá bất ngờ nên Moon có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang nét mặt hơi khó chịu. Cô bé còn nằm kiểu gác đầu lên một tay và nhìn chằm chằm vào camera, biểu cảm như đang nghiêm nghị với mẹ khiến ai nhìn ảnh cũng bật cười. Biểu cảm hoang mang xen lẫn một chút khó chịu của Moon khi đang buồn ngủ thì bị mẹ chụp ảnh. Bé Moon hiện đã được gần 2 tháng tuổi. Kể từ khi chào đời đến nay, nhóc tì nhà võ Hà Trâm và chồng Ấn Độ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô bé được khen từ nhỏ đã có gương mặt nét nào ra nét nấy nhờ thừa hưởng hai vẻ đẹp Ấn Việt từ bố mẹ. Bên cạnh đó, Moon cũng gây ấn tượng và được gọi là một thánh biểu cảm mới trong họ nhóc tì nhà sao Việt vì cách bộc lộ cảm xúc và gương mặt rất đa dạng và hài hước. Bên cạnh võ Hà Trâm thì Cường Đô La cũng chia sẻ khoảnh khắc ngủ cực yêu của Soojin, mẹ vợ liền có động thái gây chú ý. Từ sau khi con gái Soojin chào đời, Cường Đô La ngày càng ra dáng một người đàn ông của gia đình. Trên trang cá nhân của mình, anh liên tục cập nhật ảnh con gái yêu. Mới đây, ông xã Đàm Thu Trang đã đăng ảnh con gái cùng với dòng trạng thái nằm ngủ với tư thế vô cùng bá đạo. Ngoài những bình luận khen ngợi dáng ngủ thần thái, thì không ít những bình luận lo lắng cho sức khỏe của bé đang trong cử mọc răng. Đặc biệt là dòng comment của bà ngoại, thương em mệt, em sốt mọc răng, cũng gây chú ý không kém. Có vẻ như do đang ở giai đoạn mọc răng nên cô bé Soojin có phần mệt mỏi hơn. Để xoa dịu những lo lắng của người hâm mộ cũng như những người thân nơi xa, cách đây ít phút, Cường Đô La đã đăng tải hình ảnh cùng con đọc truyện trước giờ ngủ. Trong ảnh, bé Soojin không còn dáng vẻ mệt mỏi, mà thay vào đó là một Soojin khỏe khoắn tinh nghịch. Sau những ồn ào về chuyện tình cảm, Cường Đô La ngày một thay đổi và trở thành một người đàn ông chuẩn mực, dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc con cái. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.